có vấn đề gì về khớp, số điện thoại em sẽ bán hàng cho mọi người. Bắt đầu. Người mắc bệnh lý về mắt có thể khỏi hoàn toàn nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược quý và đông y gia truyền. Các vấn đề về xương khớp. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Văn Hóa. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng quảng cáo tràn lan thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, nhưng vấn nạn này vẫn diễn biến phức tạp. Trên các website, ứng dụng rồi mạng xã hội nhan nhản hình ảnh người nổi tiếng hay là các ông lang bà lang tự xưng là nhà thuốc gia truyền, thần y quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như là thuốc điều trị các bệnh mãn tính, trong khi các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép. Đã có nhiều người cả tin mua dùng, để rồi tiền mất tật mang. Cơ quan quản lý thì chưa tìm ra được giải pháp hiệu quả để ngăn chặn. Điều trị trong thời gian quá trình 1 tháng nhá. Vâng. Bao gồm là 4 cái lọ thuốc uống. Bà Tính mắc bệnh xương khớp đã nhiều năm nay. Bà thường xuyên lên mạng tìm hiểu các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe để cải thiện tình trạng của mình. Loại thì được giới thiệu uống một liệu trình là khỏi hoàn toàn. Loại thì do danh y điều chế. Khỏi đâu chưa thấy, bà chỉ thấy mất tiền oan. Với bản thân tôi thì tôi không tin tưởng, bởi vì tôi nghĩ rằng là thuốc trôi nổi không có nguồn gốc thì nó cũng không tốt cho sức khỏe, còn gây ra nhiều bệnh khác. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh cho biết, Hội Đông y Việt Nam thường xuyên tiếp nhận phản ánh của các lương y về việc bị mạo danh để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các trang mạng xã hội. Số bạn bè anh em người ta gọi điện thoại cho chúng tôi, rồi từ cuối cùng chúng tôi phải nhờ anh em bên an ninh để mà gỡ cái bài ra. Nên tôi nghĩ đây là những việc làm nó không thể chấp nhận được. Các đơn vị bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn ngụy trang quảng cáo sản phẩm trong các bài tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe với những lời lẽ thổi phồng về công dụng của sản phẩm, như bài thuốc khắc tinh số 1, chữa dứt điểm đau xương khớp, hiệu quả rõ rệt chỉ sau 7 ngày. Đại diện Cục An toàn Thực phẩm khẳng định, những quảng cáo gây hiểu nhầm như thế này là vi phạm pháp luật. Bất kể một hành vi nào là quảng cáo khi chưa có giấy xác nhận hoặc là khác với nội dung của giấy xác nhận thì đều là vi phạm pháp luật. Thế thì văn bản cũng đã có, chế tài cũng đã rất là đầy đủ. Tuy nhiên là thời gian vừa qua thì cái vấn đề quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng còn có những cái khó khăn nhất định, là do cái sự bùng nổ của các công nghệ số. Bệnh nhi này bị bỏng nước sôi hơn 70% cơ thể. Nghe lời quảng cáo trên mạng về một loại thuốc chữa bỏng, gia đình cháu đã tự mua về bôi cho cháu. 2 ngày sau đó, cháu sốt cao, mê sảng, phải đưa vào Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cấp cứu. Thấy bảo là ở dưới kia có một ông chuyên đắp thuốc nam, nói chung là đắp được 2 lần. Lợi nhuận cao khiến các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe quên đi mục đích của các sản phẩm này là bảo vệ sức khỏe của người dân. Theo quy định của luật dược, tất cả các thuốc trước khi quảng cáo phải có giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không được dùng các câu từ như là hàng đầu, số 1, tốt nhất, điều trị tận gốc, khỏi hẳn hay là đảm bảo 100%. Không được sử dụng hình ảnh, tên, biểu tượng của cán bộ y tế để khuyên dùng thuốc. Cũng đã được quy định lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, có nhiều khó khăn trong xác định danh tính hành vi phạm tội vì những quảng cáo này đa phần xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Gáy đúng luôn, đúng tài luôn. Chỉ tôi dùng hết một liệu trình. Trên thực tế thì những video quảng cáo thuốc vi phạm nghiêm trọng chính sách của tất cả các nền tảng mạng xã hội. Theo chính sách của Google, thuốc là mặt hàng cấm chạy quảng cáo tại Việt Nam. Google cũng cho biết các lỗi vi phạm đối với chính sách chăm sóc sức khỏe và thuốc là rất nghiêm trọng. Nhưng trên mạng xã hội cũng tràn lan các hướng dẫn lách luật để có thể chạy quảng cáo cho những sản phẩm này. Cần phải có cái thời gian ban đầu ít nhất phải 1-2 ngày là phải nhân sắc bản trợ lớn, hoặc chắc chắn cái mét đầu tiên là sẽ bị có những cái mét họ phản đối, họ chửi các bạn rất là nhiều và chấp nhận khi các bạn bắt tay vào làm những cái sản phẩm đông y, thậm chí là chấp nhận nghe những lời phản đối của người dùng. Có thể thấy là các đối tượng quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đưa các quảng cáo tấn công người dùng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thì cũng đã xây dựng hệ thống phần mềm phát hiện các quảng cáo sai sự thật. Để phát hiện sai phạm là không khó. Tuy nhiên để xử phạt thì lại không hề dễ dàng. Bởi lẽ nhiều quảng cáo được phát tán từ máy chủ đặt ở nước ngoài. Cơ quan chức năng phải gửi yêu cầu xử lý thông qua nền tảng mạng xã hội, chứ không xử phạt trực tiếp được. Tận vị đệm nhờ cái gói thuốc 30.000 này của mình. Các đơn vị mà khi phát hiện những cái quảng cáo nghi có cái dấu hiệu là vi phạm liên quan đến vấn đề về y tế thì sẽ gửi qua cho cơ quan chức năng của Bộ Y tế xác minh. Và sau đó thì nếu như mà khẳng định là sai phạm thì chúng tôi sẽ yêu cầu YouTube, yêu cầu TikTok là có một cái thuật toán để ngăn chặn hàng loạt những cái nội dung tương tự như vậy. Hàng.
Ngoài việc đặt quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, thì hiện nay các đối tượng còn có nhiều hình thức như thuê người nổi tiếng giới thiệu trên trang cá nhân hay dùng hình thức live stream để bán hàng. Hết live stream thì xóa clip, khiến cơ quan chức năng khó xử lý vì không thể giả quét. Hơn nữa, hiện luật quảng cáo vẫn chưa có chế tài cụ thể cho những hình thức vi phạm mới này. Vì luật quảng cáo Việt Nam đã hơn 12 năm rồi, và hiện nay rất là lạc hậu so với tình quảng cáo thực tế hiện nay. Một ca sĩ cầm một cái chai thuốc, họ để bên cạnh, họ vươn vai, họ nói rằng phải tầm bổ để cho sức khỏe mình tốt đây. Thì vậy thì hành vi đó được gọi là quảng cáo hay không thì là cũng không. Cho nên là hiện nay rất nhiều cái biến tấu trong cái vấn đề quảng cáo. Hiệp hội quảng cáo cũng cho biết đang tích cực góp ý với cơ quan chức năng để sửa đổi, bổ sung luật quảng cáo, với hy vọng sẽ có nhiều biện pháp hơn cho các vi phạm đang diễn ra tràn lan như hiện nay. Thời gian qua thì dư luận cũng không khỏi bức xúc trước hiện tượng nhiều người nổi tiếng, nhất là các diễn viên, ca sĩ quảng cáo thuốc thực phẩm chức năng sai sự thật thông qua hình thức livestream. Tuy nhiên hiện tại thì luật pháp Việt Nam chưa có chế tài xử phạt với hình thức quảng cáo này. Nhìn ra thế giới thì quảng cáo được xem là nguồn thu lớn cho các nghệ sĩ, vì vậy nhiều quốc gia đã áp dụng những biện pháp cứng rắn. Nhiều ngôi sao quảng cáo sản phẩm dễ dãi, sai sự thật bị công chúng tẩy chay, thậm chí vướng vòng lao lý và mất cả sự nghiệp. Đánh giá sự uốn loạn trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt khi những người nổi tiếng quảng bá cho các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, xâm hại nghiêm trọng tới lợi ích người tiêu dùng, phá vỡ trật tự thị trường và gây tác động xấu tới xã hội, nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định thắt chặt hơn nữa các biện pháp quản lý trong lĩnh vực này. Theo hướng dẫn do Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc cùng 6 cơ quan chính phủ đưa ra, các nghệ sĩ, những người nổi tiếng bị cấm quảng cáo thương mại cho các mặt hàng y tế, thực phẩm chức năng, các sản phẩm thuốc lá qua mạng xã hội, quảng cáo trên truyền hình, live stream hay phỏng vấn. Hướng dẫn này được coi là phản hồi trực tiếp từ các cơ quan quản lý nhằm siết chặt hành động tự ý quảng cáo của những người nổi tiếng trong bối cảnh ngày càng có nhiều khiếu nại về việc họ sử dụng hình ảnh của mình để hưởng lợi trục lợi. Năm ngoái, diễn viên Cảnh Điềm nổi tiếng của Trung Quốc đã bị cơ quan quản lý thị trường phạt hơn 1 triệu đô la Mỹ vì thực phẩm chức năng giảm cân cô quảng cáo không đúng sự thật. Đây là lần đầu tiên một ngôi sao hạng A của Trung Quốc bị phạt hành chính vì vi phạm luật quảng cáo. Với biện pháp này, nhà chức trách Trung Quốc muốn các nghệ sĩ phải tìm hiểu rõ về các sản phẩm họ đang giới thiệu, cũng như các công ty đứng đằng sau nó. Quảng cáo sai lệch đương nhiên là vi phạm pháp luật, nhưng quảng cáo sai lệch về thuốc, thực phẩm thì nguy hại hơn gấp nhiều lần bởi nó tác động trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng con người. Được biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý các hành vi vi phạm của nghệ sĩ, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Luật quảng cáo sửa đổi cũng đang trong quá trình hoàn thiện với nhiều đề xuất siết chặt giám sát người nổi tiếng tham gia quảng cáo. Nhưng để ngăn chặn các quảng cáo thần dược, danh y làm nhiễu loạn thị trường thì cần giải pháp chấn chỉnh nền tảng mạng xã hội mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Góc nhìn văn hóa.